Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các bác sĩ, giáo sư tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13. Từ tháng 7 năm 1967, ông là chiến sĩ, tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, tiểu đoàn 9, trung đoàn 64, sư đoàn 320, trải qua nhiều chức vụ trong quân đội. Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 1 năm 1998, ông là thiếu tướng, bí thư đảng ủy, phó cục trưởng, rồi cục trưởng cục tác chiến, bộ tổng tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quân sự. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 5 năm 2001, thiếu tướng rồi trung tướng, phó bí thư đảng ủy, tư lệnh quân khu 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 4 năm 2006, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 11. Từ tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 7 năm 2007, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Đại tướng Phùng Quang Thanh.